Ở video đánh giá sản phẩm Samsung Galaxy A7, mình có nhắc đến chiếc Galaxy E7, một sản phẩm khác của Samsung ở phân khúc tầm trung nhưng thuộc dòng E-series. Vậy Galaxy E7 có những đặc điểm gì nổi bật? Mời các bạn cùng mình trải nghiệm chiếc Samsung Galaxy E7 trong video sau đây. Samsung Galaxy E7 cũng là model cao cấp nhất của dòng E, nhưng khác với dòng A-series, Samsung vẫn sử dụng chất liệu nhựa truyền thống cho bộ vỏ của Galaxy E7. Có hai điểm khác biệt lớn trong thiết kế của E7, đó là bộ khung viền được cách điệu đôi chút ở cạnh dưới, và lần này nắp lưng được gắn liền với bộ khung không thể tháo rời. Còn lại thì hình dáng của máy cho đến cách thiết kế các phím chức năng đều tương tự với dòng sản phẩm tầm trung trước đây của Samsung. Cầm E7 trên tay khá dễ chịu, do các góc cạnh được bao tròn nhiều, cảm giác chắc chắn nhờ việc gắn liền nắp lưng và khung viền được sơn giả kim loại khá bắt mắt. Tuy nhiên, mình không rõ là lớp sơn này có bền hay không. Trải nghiệm ban đầu thì cho thấy nó rất khó bị chảy xước. Vì sử dụng kiểu thiết kế liền nắp lưng nên hai khe sim của E7 được đặt trên khung viền, sử dụng chất liệu nhựa, nhưng mức độ hoàn thiện của khe sim khi gắn vào khung khá tốt, liền mạch và đồng nhất. Khe sim thứ hai buộc chúng ta phải đánh đổi. Nếu muốn dùng hai sim thì sẽ không thể gắn thẻ nhớ, và ngược lại, nếu muốn mở rộng bộ nhớ lưu trữ bằng thẻ nhớ ngoài thì chỉ sử dụng được một sim trên Galaxy E7. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể yên tâm vì bộ nhớ trong của Galaxy E7 lên đến 16GB, vẫn thoải mái cho những bạn thích dùng hai sim trên E7 mà không cần thẻ nhớ. Còn lại thì các phím chức năng được chia đều ra hai phía. Nút điều chỉnh âm lượng của E7 được thiết kế khá cao, cộng với việc kích thước lớn làm cho việc điều chỉnh âm lượng gặp chút khó khăn. E7 dày 7,3mm, tức là chỉ dày hơn 1mm so với A7, nhưng lại có cảm giác cầm thoải mái hơn do nắp lưng được thiết kế bo tròn ở các mép để làm không bị cấn tay giống như trên A7. Mặt lưng được phủ lớp sơn nhám, tránh bám bẩn và dấu vân tay sau thời gian sử dụng. Lớp sơn này khá dày, có lẽ nhằm hạn chế tình trạng nóng máy khi chúng ta sử dụng 3G hoặc xem phim quá lâu. Nhìn chung, tính thẩm mỹ ở mặt sau của Galaxy E7 vẫn chưa được cao. Do camera bị làm lồi nên tạo cảm giác không an tâm khi để trên mặt bàn, và cả cách bố trí đèn flash, loa ngoài chưa thực sự được bắt mắt. Màn hình chiếm hầu hết diện tích ở mặt trước của E7, với kích thước 5,5 inch nhưng độ phân giải chỉ đạt 720p, nên hiện tượng rỗ là khó tránh khỏi. Song, điều này có thể bỏ qua vì Samsung đã cố gắng tối ưu các icon để nó mịn và bắt mắt hơn. Samsung tiếp tục sử dụng công nghệ Super AMOLED trên Galaxy E7, nhưng theo mình đánh giá, màn hình của E7 cho màu sắc dịu mắt hơn so với những màn hình của Super AMOLED trước đây. Việc ám màu trên màn hình của E7 cũng được giảm đáng kể. Samsung không hỗ trợ chế độ tự động điều chỉnh ánh sáng, mà thay vào đó là chế độ tăng sáng khi sử dụng ở môi trường ánh sáng mạnh hoặc dưới ánh nắng mặt trời. Chế độ này phải kích hoạt bằng tay và chỉ có hiệu lực trong khoảng 15 phút. Với một màn hình to thì việc thiết kế giao diện sao cho phù hợp là điều hết sức cần thiết. Với E7, Samsung đã làm tốt điều này khi các biểu tượng được thiết kế rõ ràng. Ngay cả những người có ngón tay to cũng có thể thao tác dễ dàng trên màn hình cảm ứng. Giao diện trên máy được đơn giản hóa. Samsung vẫn đưa một số các chức năng cao cấp lên E7 như chế độ đa cửa sổ, chế độ siêu tiết kiệm pin hay chế độ thu nhỏ cửa sổ. Nếu bạn đang cần một chiếc điện thoại để phục vụ cho nhu cầu xem phim và mạng xã hội, chơi một số game online thì mình nghĩ E7 hoàn toàn đáp ứng tốt nhu cầu này. Vì xử lý 4x tốc độ 1,2GHz kết hợp với bộ nhớ RAM 2GB mang đến tốc độ thực thi khá ổn định, hầu như không bị hiện tượng giật hay chậm máy. Các thao tác xử lý như chuyển trang màn hình, chạy đa nhiệm cũng như khởi động các ứng dụng trên E7 đều hoạt động khá nhanh, và đối với một người có nhu cầu sử dụng đơn giản thì như vậy là quá đủ. Chúng ta không cần phải lựa chọn những chiếc smartphone có cấu hình quá cao để rồi phải trả thêm chi phí, nhưng cũng chỉ sử dụng những chức năng đơn giản như mình đã nói ở trên. Camera chính của Galaxy E7 có độ phân giải 13MP. Những tấm ảnh chụp trong điều kiện đủ sáng có chất lượng tốt, độ chi tiết khá cao và tái hiện màu sắc trung thực. Giao diện chụp ảnh của E7 cũng đơn giản, không nhiều chức năng tùy chỉnh rườm rà, chỉ cần chúng ta cầm máy lên là có thể chụp ngay. Một vài chế độ chụp ảnh kèm theo cũng được Samsung tích hợp, để một người không dành về chụp ảnh cũng có thể sử dụng dễ dàng. Thế mạnh nữa của Galaxy E7 đó là nó rất phù hợp với những bạn thích chụp ảnh selfie thường xuyên. Với camera trước độ phân giải 5MP sẽ cho bạn những tấm hình selfie thật chi tiết, kết hợp với hiệu ứng làm đẹp độc đáo, thì mình nghĩ bạn sẽ không cần phải dùng đến camera 360 mà vẫn tự tin up hình lên Facebook. Một ưu điểm nữa mà Samsung Galaxy E7 vượt trội hơn so với A7 đó là nó được trang bị viên pin có dung lượng lên đến 2950mAh.
Trong khi A7 phải gánh màn hình Full HD thì E7 chỉ vận hành với màn hình HD 720, nên chắc chắn thời gian sử dụng của chiếc điện thoại này cũng tốt hơn rất nhiều. Chưa kể, chế độ siêu tiết kiệm pin còn giúp kéo dài thời gian sử dụng E7 gấp nhiều lần, do màn hình được đưa về chế độ đơn giản chỉ bao gồm một vài ứng dụng cho trước. Với E7, các bạn hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng một ngày và chỉ cần sạc lại trước khi đi ngủ. Như vậy, với mức giá chính hãng gần 7 triệu đồng, thì E7 xứng đáng với những gì chúng ta đặt ra cho hầu hết các nhu cầu sử dụng cơ bản. Song chỉ chênh nhau khoảng 3 triệu, thì chúng ta lại có một lựa chọn nữa là Galaxy A7 với thiết kế sang trọng, cấu hình mạnh mẽ và một màn hình đẹp hơn. Bạn sẽ lựa chọn model nào? Techsy sẽ tiếp tục gửi đến các bạn video so sánh chi tiết về thiết kế, cấu hình, camera và thời lượng pin của hai sản phẩm này. Nếu thấy hay, các bạn đừng quên like, theo dõi kênh và chia sẻ với bạn bè của mình video này nhé! Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.